Vâng, tiếp tục lại là một chiếc phun đồ các bác ơi. Một chiếc phun đồ hàng nội địa Nhật nhá. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất, understyle. Đây là một chiếc xe có trang bị các ba ga trước sau và dọ hàng. Có đèn LED đi ban đêm. Máy phát điện mang mã số là E20. E20 nha các bác. Xe chủ đạo màu của nó là màu đen tuyền. Tem chữ của nó là màu trắng. Với cặp vành của Escape, cặp vành xé gió 4 sen, 2 lớp vành nhôm. Bác xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất em ra hàng ngày cho các bác. Để các bác tham khảo mua lựa chọn được một chiếc xe thể thao đi nâng cao sức khỏe theo ý muốn của mình nhé. Và sau đây như thường lệ em sẽ đi tổng quan của xe. Đấy, những con xe này em sẽ giới thiệu cả trên dưới, trước sau, trái phải cho các bác xem. Mạn sườn phải của xe đây. Khi lên một chiếc xe full đồ, còn nếu các bác là có nhu cầu thì em có thể là chiếc xe này em có thể là lắp được bơm tay cũng như là túi bao da cho các bác. Lên nữa là nó cực chất luôn. Rất đẹp đấy. Đi thể thao du lịch thì cực chất rồi. Con này nó cũng chạy 7 tầng líp các bác. Một đĩa 7 líp nhá. Mang mã số là E20. Có đèn LED đi ban đêm cực sáng luôn. Con này có chân trống của nó là chân trống thép chống gỉ màu trắng. Các bác ưng mẫu xe thì alo cho em nhá. Số điện thoại ghim trên video chạy trên tiêu đề các bác nhớ đọc. Số đấy số Zalo mở luôn. Các bác có thể vào Zalo gọi trực tiếp cho em luôn, không cần kết bạn đâu. Em sẽ tư vấn cho các bác. Mời các bác xem chi tiết cấu hình này. Con này thì có bộ cọc in, cọng in và in zin led theo xe rồi. In đệm mút cao su dày màu đen, rất êm. Cọc in là nhôm, sơn tĩnh điện màu đen. Các ba ga là các ba ga gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen luôn. Có kẹp hàng nhá. Và các ba ga này thì khuyến cáo là tầm 15kg là ok. 15kg trở về là để an toàn. Tất nhiên lên mà một vài kg cũng không sao đâu. Tuy nhiên nó không đèo được người lớn đâu các bác. Nó thiết kế để đèo hàng và chỉ đèo trẻ em thôi. Đùi các ba ga có một chiếc đèn cảm biến ánh sáng màu đỏ vừa phản quang luôn này. Rè của xe là rè mạ inox này. Rè mạ inox sáng choang luôn. Đùi rè là có một chiếc đèn phản quang màu đỏ luôn. Đũa rè cũng là đũa nhôm mạ luôn, sáng choang. Bánh nhôm hai lớp của Escape bản 4 sen xe gió. Đàn hoa thì là inox chân đồng rồi. Lốp thì lốp Kenda nhá. Lốp này là lốp của Kenda rồi. Thông số là 700 nhân với lại 23C. 700 nhân 23C. Bánh nan hoa inox chân đồng. Xe chạy một đĩa và 7 líp, 7 tầng líp. Sen xích của nó đây. Xe sử dụng cùi đề của Shimano. Nguyên zin theo xe luôn. Mai ơ sau là mai ơ nhôm. Mai ơ nhôm mạ rồi. Mai ơ nhôm này là vai tách được các bạn. Mai ơ của vai tách nhá. Mai ơ của vai tách. Phanh trước phanh sau thì đồng bộ đều là một cặp phanh nguyên zin gọng C. Ba mảnh nhôm. Ba mảnh nhôm trắng luôn. Khung sườn của xe đây màu đen đây. Các tem chữ Nhật đang còn dán trên xe này nhá. Đó. Màu đen tuyền, rất chi là đẹp. Undersight. Xe hàng nội địa Nhật, cực kỳ chất, logo của xe đây. Số khung này. Vòng đột bán chén này. Con này không có bát, ba vòng nha các bác. Đấy, vô tăng nhôm, nguyên zin. Tay lái này là sơn tĩnh điện màu đen, nhôm mạ. Nhôm mạ đấy, không phải là sơn đâu, nhôm mạ. Sáng bóng luôn. Tay còng cánh én nhá, phù hợp cho người trung tuổi đi. Đặc biệt là các bác ở tuổi độ tuổi ngoài 50 đi chiếc xe này rất chi là phù hợp rồi. Và với cấu hình của gióng đứng em đo được, gióng đứng gióng ngang và bánh lốp thì các bác lên chiều cao cho em chiếc xe này là 1m65 trở lên nhá. 1m65-68 là các bác đi được chiếc xe này. Tay nắm cao su chống trượt màu đen này. Bộ bấm xả líp của nó này và tay phanh ăn một cụm này của Shimano này. 7 líp này. Tay phanh trái của nó này. Tay phanh trước của nó là tay nhôm nhá. Phanh trước cũng là phanh gọng C 3 mảnh nhôm.
Đấy, chỉ phản quang ở mặt trước này, màu trắng này. Chung này chung bật. Chung bật cơ của Nhật. Rất kêu, hệ thống dây bấm xả dây phanh đều là dây màu đen của Nhật luôn. Nguyên zin theo xe. Một số điểm chảy xước lông chuột lông mèo thôi. Giỏ hàng của nó là giỏ inox bán nhỏ. Các ba ga phía trước là các ba ga gọng nhôm sơn tĩnh điện màu đen luôn. Xe có lắp trang bị đèn ở phía trước của các ba ga, đèn led một bóng hai bóng phản quang hai bên. Meyer phát điện này của Sanier, Meyer trước, Meyer phát điện của Sanier, nó cấp điện cho chiếc đèn phía trước và đèn hậu phía sau. Rè trước của nó cũng là rè mạ inox sáng choang, đũa rè cũng đũa nhôm mạ luôn. Vành cũng vành nhất kép, vành hai lớp 4 sen, lốp Canada thông số 700x23C, nan hoa inox chân đầu. Đấy, với một cấu hình chiếc xe, mặt nạ của nó mặt nạ đặc 4 ốc. Mạn sườn trái của xe đây các bác. Mạn sườn trái của xe. Trục giữa của xe là chạy trục bạc đạn nhá, chạy bi bạc đạn đây. Đấy, đùi xe là đùi nhôm nguyên zin rồi. Đấy, pedal của nó là pedal trái phải là đều là gọng nhựa đặc. Phản quang hai mặt của nó màu vàng. Đấy, chân trống đây, chân trống là chân trống thép chống gỉ. Dạng mạ luôn, mạ inox luôn. Đấy, một chiếc xe giá tiền phun đồ cực kỳ chất, 7,5 triệu nha các bác. 7,5 triệu. Chiếc xe này đã bao gồm phí ship, ship tận nhà cho các bác. Các bác ưng lắp thêm đồ phụ thì em sẽ lắp cho các bác để lên một chiếc xe có một dáng cổ touring cực kỳ đẹp luôn với chiếc xe Undersize này nhá. Các bác ưng thì alo cho em. Số điện thoại em chạy trên video ghi ở phần tiêu đề. Các bác cứ gọi cho em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Các bác nhớ đón xem những video tiếp theo trong kho xe bãi này của em nhé.